Ở đây người ta nói những cái phụ âm mà nó kết thúc bằng NR mình rất là khó đọc. Một cái là kết thúc bằng N mà nó gặp R, hai thằng này rất khó là đọc chung với nhau. Nên cho dù là cái thằng N với thằng R này nó đứng trước, thằng N này đứng trước R, ví dụ như có bát chim N này xong mới tới R à, hoặc là có bát chim R rồi mới tới N, cái này đứng trước cái này đứng sau, cho dù nó đứng trước hay đứng sau gì thì cái chữ R N này nè, N này nè, đứng trước hay đứng sau gì này cũng đọc thành chữ R. Để phát âm cho nó chính xác, ví dụ như trong cái trường hợp người ta nói giận phin, giận bình thường G A N, giận phin bình thường, nó không gặp thằng N này thì đọc bình thường, dơ và N đọc giận phin bình thường, giận phin. Từ này thì đọc bình thường, nhưng mà trong trường hợp này nè, đó nó gặp nhau này, nó vừa kết thúc xong nó lại gì đây, gặp cái thằng N này nữa. Đây hai trường hợp nó gặp này, cái này nó đứng trước thì nó không gặp, nó gặp cái thằng P này đâu có gì liên quan, đúng không? Cho nên là đọc dần bình thường, giờ ơn ơn dần dần xin. Nhưng mà trong trường hợp này nó đây N R gặp nhau thì đọc thằng này như thế nào, cho dù nó đứng trước hay đứng sau gì thì nó cũng đọc như chữ R. Cho nên mình sẽ đọc đây nghe là gì đây, dần này. Tiếp tục thêm một trường hợp nữa, R nó đọc như R rồi thì R tiếp theo biến âm nữa, R mà gặp R thì nhiều không, chứ cô chức hai R mà gặp nhau thì các bạn đọc giống như chữ N cao. Thì ở đây mình đọc nó sẽ là dân lạc, dân lạc mình không đọc là dân lạc, dân lạc, nhưng mà ở đây là đó, người ta sẽ đọc một từ rất là khác đi luôn. Mình thấy hai trường hợp này nha, mình nhớ nha, L đọc gì đây, N đọc R, hay là gì đây, R đọc N, cho dù đứng trước hay đứng sau gì mình cũng đọc cái chữ R, R rồi tiếp tục đọc R, cách đọc nữa R gặp R thì chỗ này mình đọc cái chữ N như L cao của mình, dân lạc, lạc đọc giống như chữ lạc, L lạc lạc vậy này, dân lạc. Tiếp theo ở đây nó đứng trước hay đứng trước đứng bình thường, nó không gặp R thì gặp bình thường, ví dụ không nhờ một người. Nhưng mà trong trường hợp này người ta để gì, trong trường hợp có một cái nữa người ta để là đó, có trong sách cũng vậy, người ta để hâm nhân thì mình đọc hâm nhân bình thường, gặp gen nào là bình thường, nó không gặp R thì mình đọc bình thường, ở đây đọc bình thường hâm nhân, hâm nhân. Tiếp theo người ta có gì đây, chữ là gì đây, halasan, viết là ha ra san, nhưng khi đọc đó cho dù nó đứng trước hay đứng sau gì thằng này nó cũng đọc như chữ R, thì ở đây nó thành là chữ R đọc như thế này, hai chữ R gặp nhau đọc thành như chữ N cao, halasan, halalalasan, chứ không phải là rasan nữa, lasan đó. Cho nên là mình chữ mình tưởng đâu chữ R này đọc như chữ R bình thường, nhưng vì sao còn trường hợp này, nó kết thúc bằng N mà nó gặp nhau này, hai thằng này gặp nhau. Cho nên là trong đấy người ta có đọc cho các bạn hết rồi, cho đây ở đây cô diễn tả cho các bạn hiểu một lần nữa. Tại sao này mình nhìn những trường hợp này mình đọc mình nói cho chính xác, vì sao mình cũng nói như thế mà người ta không hiểu chẳng hạn, là vì đôi khi mình phát âm không đúng, hoặc là người ta cũng nói như thế nhưng mà tại sao mình không hiểu, đôi lúc là người ta phát âm
nó khác nhau tại vì do những cái biến âm như thế này. Biến âm như thế này thì là gì đây, mình khó rất khó là phân biệt. Rồi tiếp theo người ta nói gì đây, năm 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 chẳng hạn, người ta nói ồ nhơ bình thường, nhưng mà bây giờ cô nói 7 năm mình có từ chin. Chin là 7 năm. Chin này nó gặp n này, cho dù đứng trước hay đứng sau gì nó cũng đọc thành chữ e. R thì chỗ này giống như mình đọc là R này, hai chữ R này gặp nhau đọc như là ta chin lần lên, đọc như chữ lên vậy đó. Chin là ô nhân, đọc bình thường ô nhân chin lần à, chin là đọc giống như chữ lên vậy đấy, đọc, người ta đọc cũng chữ lên đi. Cô cứ gửi phần nghe hết rồi, nhưng mà các bạn nghe kỹ lại một lần nữa nếu muốn phát âm chuẩn. À, lên đây cô giải thích rồi thì các bạn gì đây nghe kỹ thêm một lần nữa để mình gì đây nói. À, đó là cách để mình nói phát âm cho nó chính xác. Tiếp theo thêm một chữ nữa, ví dụ như chỗ này mạnh nan lèo, chỗ này cũng gì r gặp r thì mình đọc là chữ l bình thường, lè hiểu là cách phát âm, những cách phát âm trước. À, và trong trường hợp này người ta có từ này ngày Tết san la, người ta vì sao còn đọc người san nam, mình đọc mình nói san nam, san nam nè, nên mà người ta không hiểu, người ta sẽ nói mình nói san la người ta hiểu. Vì sao? Vì r này gặp n này cho dù đứng trước hay đứng sau gì chữ san này nè, nó cũng đọc như thế này, thì hai chữ r này gặp nhau đọc như chữ l cao của mình, l của mình, san la la. À, san la đọc như chữ r. Đó, đó là cách biến âm. Biến âm này với âm kia nó gặp nhau nó biến thành âm khác. Ở trong trường hợp này có 3 giai đoạn như thế này. Đó, trước tiên thêm một cái giai đoạn là đọc như r thì r gặp r đọc như là chữ l cao, hay nói cách khác n mà nó gặp r này nien mà gặp rien đấy. À, hay là cái khác Hàn Quốc nó gọi là rien và nien đấy, thì là mình sẽ đọc như chữ l cao của mình, l cao của mình, lan đấy, lan cúc lệ gì đó. Ồ, vâng. Hay nói cái khác mình đọc như vậy cho chính xác, đọc như chữ l. À, nói tóm lại hoặc là đứng trước đứng sau thì cũng vậy, l đứng trước. À nhầm nha, cô viết tiếng Việt luôn rồi đó, mà nó đứng trước hay đứng sau gì thì nó cũng như đây, đặc biệt chữ L cao của mình. Rồi bây giờ hôm nay tiếp theo mình sẽ học ngữ pháp gì đây? Rồi hôm nay tiếp theo mình sẽ học ngữ pháp. Hôm trước là mình học đến gì đây? Ê, kê hanh thê, và nhận cái gì từ đâu đó, ê kê sơ hành thề sơ. Coi bây giờ mình sẽ học đến là gì đây, cô sẽ học cho các bạn học đến chi mà, cấu trúc chi mà. Lúc trước mình chưa học chi mà thì mình có cái kết nối của từ liên kết đó là ha chi mà, nó giống như cừ đê cô này, cừ đê sơ này. Cừ đi cô khi chưa học cô thì mình phải dùng cừ đi cô để kết nối hai mệnh đề. Cừ đi sơ khi chưa học ai sơ thì mình phải dùng cừ đi sơ để kết nối hai mệnh đề với nhau, nó có nghĩa là vì vậy vì nên. Còn đấy, bây giờ mình học ai sơ thay thế cho cừ đi sơ, cô thay thế cho cừ đi cô. Bây giờ mình học chi man thay thế cho hai chi man. Động từ tính từ đi đúng với chi man. Đó, có chi ma rồi thì khỏi cần phải kết nối hai mệnh đề, khỏi cần phải chấm cái xong hai chi ma rồi tiếp tới mệnh đề nữa, có chi ma rồi nối hai câu với nhau luôn. Bây giờ mình sẽ có động từ tính từ. Động từ tính từ hiện tại là hơn che thì nó sẽ đi với chim an, có bắt chim hay không bắt chim gì nó cũng đi với chim an. Động từ tính từ thời khoa cơ, quá khứ khoa cơ thì khoa cơ thì nó sẽ đi với at,
Dứt chim ăn. Động từ kết thúc bằng A, O thì mình đi với át chim ăn. Động từ kết thúc bằng Ơ, U, Y hoặc những ngang còn lại thì mình đi với ớt chim ăn. Rồi bây giờ nó có đi cả danh từ nữa. Cấu trúc này nó cả đi cả động từ, tính từ và danh từ. Nó giống như ai dơ sơ đi cả cả ba. Thì bây giờ danh từ. Danh từ mà ở dạng khoa cơ quá khứ mà có bát chim, danh từ mà có bát chim thì nó đi với y, ớt, chim ăn. Không thì nó đi với dớt và cộng với chim ăn. Và tiếp tục danh từ thì hiện tại hơn che. Hơn che thì nó đi với y và cộng với chim ăn. Có bát chim thì các bạn thêm y và cộng với chim ăn. Không thì chỉ đi với chim ăn thôi. Cấu trúc này nó có nghĩa như thế nào? Nó có nghĩa là nhưng đó, ví dụ như cô nói thay thế cho Ajiman đấy. Khi mà mình chưa học cấu trúc này mình phải dùng cái từ liên kết, đó là Ajiman chấm một câu nữa xong mới đến câu giúp Ajiman xong mới đến câu nữa. Nhưng mà bây giờ mình có ngữ pháp động từ, tính từ hoặc là danh từ để đi luôn với Ajiman luôn, mình không cần phải kết nối gì đây, phải kết thúc hai câu và nói phải nhờ từ nói đó là Ajiman. À, nếu không muốn dài dòng giống như cô nói là cừ đi cô đấy, học cô rồi thì bà biết mới là gì đây, khi không sử dụng cừ đi cô. Và khi học gì đây, cừ đi sơ rồi, à, học ai dơ sơ rồi thì mình mới biết là cừ đi sơ dùng để nói hai mệnh đề, ai sơ nó thay thế cho. À, khi có ai dơ sơ thì mình không cần phải chia được hai câu. Ở đây cũng thế. Rồi bây giờ nếu các bạn chép rồi cô bôi cô ví dụ ha. Rồi chép đi, khi nào chép chưa xong bảo cô ha, để cô bôi mất các bạn ghi không kịp. Rồi bây giờ cô bơi nhé. Cô bơi cái này trước. Cái này viết trước, cô bơi trước cái này. Ví dụ như hôm trước mình, mấy hôm trước mình làm bài tập thì mình có cái là những cái câu mà nhưng thì mình phải chấm một cái, mình dùng Ajiman. Ví dụ như cái này ngon nhưng mà chẳng hạn, bây giờ món gì đây, món này hay là cái cặp này
Hoặc là cái món này ngon, ví dụ như món nào đó đèn cho chi ke hay là sam ke thăng vân vân, ngon mà đắt hoặc là đẹp mà đắt. Ví dụ như cái cặp này đẹp nhưng mà đắt, hoặc là đắt nhưng mà đẹp. Hai cái mệnh đề nào cũng được. Cô có bi sa tà là đắt. Bi sa tà là đắt. Hoặc là dẹp bư tà, hai mệnh đề nào cũng cũng được hết. Dẹp bư tà là đẹp. Thì bây giờ cô có dẹp bư tà, chỉ việc bỏ tà đi và các bạn đi với chim ăn. Thì ở đây cô có dẹp bư chì ma. Nhưng mà gì đây? Bị sai à? Nếu như không có chì ma mình phải dùng hai câu bị dẹp bơ rồi hạ chì ma bị sai rồi, đúng không? Đó cho nên là càng học về sau mình càng nói cái câu nó gần gần với nhau, một câu nó vừa ngắn gọn vừa súc tích, không cần phải lúc nào cũng chia đuôi a vô. Ngữ pháp này nói với ngữ pháp nọ. Dẹp tư chỉ mang ví dụ như y kha ba ngư cái cặp này. Y kha ba ngư dẹp tư chỉ mang bị sai à? Rồi ví dụ như cô nói là cái tiếng tiếng Hàn Quốc đấy khó nhưng mà thú vị đó, khó nhưng mà thú vị. Bây giờ cô có khó tiếng Hàn cũng có hang cúc cơ. Hang cu cờ ngư khó không có ở đó tà. Ở đó tà các bạn chỉ việc bỏ tà đi và đi với chi mang. Ở đó chi mang nhưng mà như che mi soi à. Đó là tính từ. Đã, dẹp bư tạ, ơ rất tạ, khó là tính từ. Bây giờ cô có động từ. Cô nói là cô ăn nhiều, rất là nhiều, nhưng mà ví dụ như bạn Lan ăn rất là nhiều nhưng mà vẫn mảnh mai. Hoặc là gì đây, mình không ăn cái gì nhưng mà vẫn mập. Chẳng hạn. Thì cô có là ví dụ như bạn Lan, bạn Hoa, bạn Du Chin đi. Du chín xì nương má ni mọc có chim ăn đã ăn rất là nhiều. Nếu mà quá khứ chia về quá khứ đã ăn rất nhiều nhưng mà vẫn gì đây, vẫn mạnh mai. Má ni mọc có chim ăn nhưng mà là gì đây, vẫn mạnh mai. Này xì hèo này xin ha đã mạnh mai thon gọn đấy. Chia về quá khứ mọt tà thì nó đi với áp dắt chi mang. Đây kết thúc bằng ơ cô thêm ớt chi mang. Nếu mà kết thúc bằng AO thì mình thêm áp chi mang. Nhưng mà đây kết thúc bằng ơ thì mình thêm gì đây? Ớt chi mang. Dù là xin đến mà đi một có chi mang nhưng mà này sẽ đó là động từ đấy. Rồi bây giờ cô muốn nói đến danh từ. Bây giờ cô muốn nói cái cô ấy là người nước ngoài, là người Việt Nam nhưng mà nói tiếng Hàn rất là giỏi. Chẳng hạn, tuy là người Việt Nam nhưng mà nói tuy là người Việt Nam nhưng mà nói tiếng Hàn gì đây rất là giỏi. Thì bây giờ cô có là gì đây? Bê thư Nam hoặc là que cúc xà răng. Bê thư Nam xà ram hoặc cô có que cúc xà ram. Bê thư Nam xà ram hoặc que cúc xà ram. Thì ở đây que cúc xà ram, bê thư Nam xà ram gì cũng có bát chim thì cô thêm viết y chỉ ma. Danh từ mình đi với y chỉ ma. Bê thư Nam xà ram y chỉ ma nhưng mà thế hang cúc ma rên chạy hè.
Cái này cũng gì Bethlehem hay là Wekusaram gì đó. Đây có gia tính từ, có động từ, có danh từ. Đó, khi mình nói nhân thay cho gì đây? Hachiman. Hôm nay mình có cấu trúc nói luôn. Nếu không có cấu trúc này mình phải chia thành hai câu, mình để mình sử dụng Hachiman để mình nói hai mệnh đề với nhau. Nó giống như là Kuriko, Kureso. Đó, đó là những từ nói hai mệnh đề với nhau. Khi các bạn kết thúc mệnh đề đầu, muốn nói thêm mệnh đề sau, nói với những từ liên kết đấy, thì các bạn phải chia thành hai câu. Nhưng bây giờ mình có những phương pháp này, người ta liên kết thành một câu, nó gắn gọn rất là xúc tích. Đó, thì hôm nay là gì đây? Mình tìm hiểu luôn cái cấu trúc này. Cô đã ví dụ này, có động từ có tính từ có, và có danh từ có. Rồi bây giờ đối với chim anh này, cô ví dụ cho các bạn từng cái rồi, bây giờ cô sẽ cho vài câu các bạn làm thử nha, bạn làm thử xem nhé. Đúng rồi. Quá khứ thì là gì đây? Mình có ác, ác dết. Nếu mà kết thúc bằng AO thì nó chia về ác. Còn hiện tại thì chỉ việc bỏ tà đi và đi với chi man thôi. Hiện tại đó, động từ tính từ nó chia như nhau. Bỏ tà đi và đi với chi man. Bây giờ cô sẽ cho bài câu làm thử cái cấu trúc này ha. Quá khứ thì các bạn chia quá khứ, hiện tại thì các bạn chia hiện tại, danh từ thì các bạn chia danh từ, động từ thì mình chia động từ. Rồi câu thứ nhất, ABAB. Cái món này như thế nào? Cái món này như thế nào? Bạn kia mới bảo cay nhưng mà ngon. Cái món này như thế nào? Bạn kia mới bảo cay nhưng mà ngon. Cái món này như thế nào? Bạn kia mới bảo là cay nhưng mà ngon. Rồi câu tiếp theo, vào cuối tuần cũng bận à? Vào cuối tuần cũng bận à? Vào cuối tuần cũng bận à? Bạn kia mới bảo không, vào ngày thường thì bận nhưng vào cuối tuần thì có thời gian. Không, vào ngày thường thì bận nhưng mà vào cuối tuần thì có thời gian. Rồi tiếp theo, hôm nay thời tiết như thế nào? Hôm nay thời tiết như thế nào? Bạn kia mới bảo
Hôm nay gió thổi nhiều nhưng mà không lạnh. Hôm nay gió thổi nhiều nhưng mà không lạnh. Hôm nay gió thổi nhiều nhưng mà không lạnh. Rồi, tiếp theo. Tuần trước bạn đi du lịch ở Busan à? Ở Seoul nha, cô nhầm nha. Tuần trước bạn đi du lịch ở Seoul à? Tuần trước bạn ghi du lịch ở Seoul à? Bạn kia mới trả lời vâng. À, và tuần trước bạn đi du lịch ở Seoul à? Có vui không? Chấm một cái, có vui không? Tuần trước bạn đi du lịch ở Seoul à? Có vui không? Bạn kia mới trả lời vui nhưng mà hơi mệt một chút. Vui nhưng mà hơi mệt một chút. Ở đây là quá khứ, mình chia về quá khứ nha. Vui nhưng mà hơi mệt một chút, tại vì là tuần trước. Vui nhưng mà hơi mệt một chút. Tiếp theo. Bạn nói tiếng Hàn giỏi không? Bạn nói tiếng Hàn giỏi không? Bạn nói tiếng Hàn giỏi không? Bạn kia mới trả lời không, tôi học rất nhiều. Nhưng mà tôi học rất nhiều nhưng mà vẫn chưa nói được giỏi. Tôi học rất nhiều nhưng mà vẫn chưa nói được giỏi. Tôi học rất nhiều nhưng mà vẫn chưa nói được giỏi. Tiếp theo.
Bạn kia mới bảo hôm nay là ngày thường. Nhưng sao nhà hàng này lại có nhiều khách vậy? Hôm nay là ngày thường, nhưng sao nhà hàng này lại có nhiều khách vậy? Hôm nay là ngày thường, nhưng sao nhà hàng này lại có nhiều khách vậy? Hôm nay là ngày thường, nhưng sao nhà hàng lại có nhiều khách vậy? Bạn kia mới trả lời: vì thức ăn này, vì thức ăn ở nhà hàng này ngon nên luôn luôn lúc nào cũng có nhiều khách. Vì thức ăn ở nhà hàng này ngon. Vì thức ăn ở nhà hàng này ngon nên luôn luôn lúc nào cũng có nhiều khách. Vì thức ăn ở nhà hàng này ngon nên luôn luôn lúc nào cũng có nhiều khách. Rồi, các bạn làm đi ha. Cái nào không biết hoặc là cái nào không hiểu các bạn cứ từ nào vừa mà quên các bạn bảo cô ghi lên bảng ha. Hỏi đi. Là Pyongin. À, đúng rồi, Pyongin. Cái từ này mình cũng học rồi ở chủ đề số số 4. Ngày tháng. Pyongin.
Rồi, hỏi đi. Chemita hoặc là chân cấp tà cũng được, nhưng mà nhiều chemita cũng là ok. Chemita cũng là hay, là vui đấy, là thú vị đấy, gồm có ba cái luôn. Mình nói cái gì hay mình cũng nói chemita, vui mình cũng nói chemita, thú vị đấy, để thú vị mình cũng nói chemita được luôn. Nó có kịp tư tà này và gì chân cấp tà này, thì để sau này mình học bắt quy tắc mình sẽ tìm hiểu từ đó. Rồi bây giờ cô gọi lên các bạn làm thử nha. Bây giờ Linh với Ly đi, Linh với Ly làm xong chưa em? Hai em làm xong chưa? Chỗ này có mấy câu đây các bạn? À bạn, hai bạn làm ba câu cho cô đi. A B A B ha, mới đầu đọc cô sửa lên bảng ha. Thế sao mình nói rồi. Bây giờ câu thứ nhất, cô bạn ca là gì? À yêu sức cơ ở đéo. Rồi Linh, đúng rồi, mẹ chim à, nó xích rồi ạ. Tiếp theo